Những vườn cà phê trồng ở nền đất xám trên đất granite của Tây Nguyên có pH thấp và nghèo dinh dưỡng, nhất là trung vi lượng. Vào đầu mùa mưa, cần lưu ý gì khi bón phân để cây nuôi trái đảm bảo phát triển nhanh về thể tích? Những nội dung này sẽ có trong chương trình hôm nay với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Phạm Anh Cường, trưởng phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm, công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Như thường lệ, những thông tin cập nhật trong tuần của ngành nông nghiệp xin được mở đầu chuyên mục Nhà nông và thị trường hôm nay. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Theo báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, tính chung 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 833.000 tấn, trị giá 2,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,9% về lượng, nhưng tăng 43,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu rau quả ước đạt 2,59 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2023. Với đà tăng trưởng như hiện tại, dự báo xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng khả quan. Trong đó, nhu cầu từ thị trường Trung Quốc tăng sẽ là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu mặt hàng này. Theo đó, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu rau quả chính của Việt Nam, chiếm 61,4% tổng trị giá xuất khẩu mặt hàng trong 4 tháng đầu năm 2024. Nga không phải là thị trường xuất khẩu lớn của nhiều loại nông sản Việt. Thế nhưng, 5 tháng đầu năm nay, các mặt hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường Nga tăng mạnh. Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 5 năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nông sản sang Nga đạt 331,3 triệu đô la Mỹ, tăng 49,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, cà phê, thủy sản, hạt điều, rau quả là các mặt hàng được thị trường này tăng mạnh nhập khẩu. Thưa quý vị, thưa bà con, cùng với đất Ba Gian, diện tích cà phê trồng trên các nền đất khác ở Tây Nguyên hiện chiếm diện tích khá lớn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi đến thăm những vườn cà phê được trồng trên nền đất xám nơi đây và tìm hiểu những tồn tại cần khắc phục của nền đất này trong canh tác cà phê, nhất là vào giai đoạn đầu mùa mưa. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Tiếp tục hành trình đồng hành cùng bà con trồng cà phê, đoàn công tác gồm các nhà khoa học, ban cố vấn chương trình canh tác cà phê thông minh có mặt tại xã Cư Huê, huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk, thăm một trong những vườn cà phê được trồng trên nền đất khác rất đặc thù nơi đây, đất xám phát triển trên đá granite. Khác với đất Ba Gian, vốn được xem là chất đất đại diện của đất trồng cà phê Tây Nguyên, thì đất xám lại mang nhiều nhược điểm như giữ nước kém, pH thấp và nghèo dinh dưỡng. Những yếu tố này đã tác động trực tiếp khiến vườn cà phê hộ anh Nguyễn Huy Thân và chị Nguyễn Thị Hoa, thôn Tân Lộc, chưa đạt hiệu quả kinh tế cao, dù anh chị đã rất chú trọng đầu tư chăm bón. Dễ nhận thấy nhất là sự không đồng đều chênh lệch to nhỏ tốt xấu giữa các cây trong vườn đã kéo năng suất vườn cà phê xuống thấp so với tiềm năng vốn có. Để giúp vườn cà phê của anh Thân và chị Hoa nâng cao năng suất lợi nhuận, các chuyên gia của chương trình canh tác cà phê thông minh đã dựa vào kết quả phân tích đất của vườn cây tìm ra giải pháp, mà trước mắt là sẽ áp dụng công thức phân bón phù hợp ngay ở đợt bón phân đầu mùa mưa này. Thưa quý vị, thưa bà con, những vườn cây cà phê trồng ở nền đất xám trên đá granite của Tây Nguyên có pH thấp và nghèo dinh dưỡng, nhất là trung vi lượng. Vào đầu mùa mưa cũng là thời điểm mà cây cà phê cần dinh dưỡng nhiều để phát triển trái nhanh về thể tích. Khâu bón phân, bà con cần phải chú ý điều gì? Mời quý vị và bà con sẽ cùng theo dõi tư vấn chi tiết của tiến sĩ Phạm Anh Cường, trưởng phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm, công ty cổ phần phân bón Bình Điền.
Anh Cường, anh cho tôi hỏi cái là xem là cái vùng đất của tôi, cái chất đất của cái vườn của tôi đây là loại cái loại chất đất gì và nó thiếu cái loại dinh dưỡng gì để tôi mùa tới này là tôi chuẩn bị phân bón để bón cho nó phù hợp với cây trồng ở trên cái vùng đất này. Rất là cảm ơn anh. Câu hỏi này là rất là hay. Bởi vì thực ra là mình làm trên cái đất mà mình không hiểu đất của mình là cái gì. Và đất mình như thế nào thì cái việc mà bón phân chăm sóc nó rất là khó. Giống như mình không hiểu đó thì mình không chăm sóc cho nó đúng cách. Thế thì cũng báo cáo với anh là đây cái vùng EAK của mình, đặc biệt là đây là Cư Huê đúng không ạ? Đấy, thì nó là cái vùng đất mà nó gọi là vùng đất xám, phát triển trên đá granite. Đấy, đất xám ferrite. Thì cái đất này ấy, bản thân của nó là nó nghèo dinh dưỡng và chua. Thì cái kết quả phân tích đất của cái vườn của mình đây này thì pH của mình rất là chua, có 3,8 thôi. Và cái magie rất thấp, ở mức rất là nghèo. Cái canxi magie rất là nghèo, lần dễ tiêu rất là nghèo. Thế chính vì thế mà đặc biệt là cái kali ở cái vùng đất này cũng nghèo nữa. Đấy. Đây là cái vùng đất mà có cái thành phần cơ giới tương đối nhẹ, mà mưa xuống thì nó rửa trôi rất là nhiều dinh dưỡng đi. Nó giữ được phân, giữ được nước, nó kém hơn so với cái đất đỏ Ba Gian. Đất đỏ Ba Gian là cái đất nó giữ nước, giữ phân rất tốt. Thế nhưng mà đối với cái đất xám này ấy, thì cái khả năng giữ nước, giữ phân kém hơn. Cho nên là khi chúng ta bón phân vào mà nếu mà bón không đúng cách, không vùi lại, không tổ gốc, không làm bồn, thì khi gặp mưa lớn xuống nó rửa trôi hết. Thì như vậy là dinh dưỡng mình bón vào mà bị mất trôi đi nhiều thì cây nó hút không được bao nhiêu. Vừa mất của nhưng mà cây lại không tốt. Đấy. Thế thì trên cái đất này ấy, là anh chị nên lưu ý mấy cái điều này. Thứ nhất là nó chua. Chua thì phải xử lý thế nào? Thì hiện nay công ty có một loại phân là đầu trâu cân bằng đất. Cân bằng đất ở đây ấy, đặc điểm của nó là phân nó kiềm tính. pH của nó gần 8, 7,8 đến 8. Thì nó sẽ cân bằng cái đất chua, làm cho đất bớt chua đi. Từ 3,8 thì khi mình bón 500 kg trên một hecta thì có thể là liên tục 1 năm, 2 năm, 3 năm thì pH của nó có thể nâng lên trên 4 đến 4,2, 4,5. Thì như vậy là khi mà pH nó nâng lên ấy, thì tác dụng của nó là trong vi sinh vật gây hại trong vùng rễ này nó lại giảm xuống. Đấy. Mà cái pH nó nâng cao lên ở cái miền từ 4,5 đến 5,5 ấy, thì cái đó là cái bộ rễ nó phát triển rất thuận lợi, trao đổi chất rất tốt và cây nó hút được nhiều dinh dưỡng. Đó, nó thế. Thế cho vậy là trong cái vụ đầu mùa mưa này là anh chị lên sử dụng ngay cái phân bón công ty đã đưa xuống ấy, là đầu trâu cân bằng đất. Nó là dạng bột, nó là khoáng thiên nhiên thôi. Trong cái đó nó có canxi, magie, silic và vi lượng. Và nó có một hàm lượng lân nhất định để nó kích thích phát triển bộ rễ. À, thì cái phân này là rất là thuận lợi và cực kỳ quan trọng trong cái đợt bón mùa mưa này. Đầu mùa mưa khi đất đủ ẩm là chúng ta phải bón. Giống như vừa nãy chúng ta thấy là khi cái bộ rễ mà khi mưa một vài cơn xuống đấy thì rễ non nó phát triển trắng này. Đấy, cái thời điểm này là thời điểm thích hợp để chúng ta bón cái này. Đấy là cái loại phân thứ nhất. Cái phân thứ hai là trên cái đất xám này hàm lượng hữu cơ nghèo, lại rất nghèo. Thế cho nên là lại phải bổ sung chất hữu cơ. Mà trong hữu cơ của công ty đưa xuống lần này ấy, là ngoài cái chất hữu cơ ra 70% hữu cơ nhưng mà còn có đạm lân kali trong đấy, rồi có cả vi lượng. Đặc biệt nữa là công ty bổ sung một số chủng vi sinh, một số chủng vi sinh vật mà nó có khả năng cộng sinh với bộ rễ để nó thúc đẩy bộ rễ phát triển lên, nó diệt cái nấm bệnh trong cái vùng rễ này, thậm chí là nó còn bắt được, diệt được một số cái con tuyến trùng nữa. Đấy, thì vậy là khi mà kết hợp cái lượng bón đấy, mỗi một gốc không bón nhiều, nó chỉ khoảng từ 1 kg đến 2 kg. 1 kg đến 2 kg hữu cơ đó thôi, giải đều trong vùng rễ, giải cái phân cân bằng đất, xong rồi tưới ẩm xuống, kéo lá phủ lại như thế. Thì cái bộ rễ nó hút được đầy đủ, nó có vi sinh vật nó thẩm thấu xuống, nó chui vào cái vùng rễ, nó cộng sinh với rễ, nó diệt nấm bệnh trong vùng rễ. Riêng hai cái loại phân đó, nếu bà con anh chị mà sử dụng đúng nha, bón đủ, bón đúng, thì cái kết hợp với cái phân tăng trưởng đầu mùa mưa này, nó khoảng từ 400 đến 500 gram thôi. Thế cho một gốc, thì lúc đấy là cái cây cà phê nó phát triển khác hẳn so với những cái cây xung quanh của bà con không được bón. Đấy, đấy là một cái quy trình trong đầu mùa mưa này là nó phù hợp với cái đất bạc màu, đất xám của mình ở đây. Và đồng thời là nó phù hợp với nhu cầu và đúng cái thời điểm bón phân của cây cà phê trong cái đầu mùa mưa này. Thì như vậy là
anh chị cứ yên tâm là không cần phải bón bất cứ loại phân gì khác nhé, tuân theo quy trình của công ty là đạt yêu cầu. Muốn hỏi anh là cái đầu mùa là từ cái giai đoạn mà bón đầu trâu cân bằng đất đến cái giai đoạn mà bón phân tăng trưởng đấy là thời gian là khoảng bao nhiêu ngày? Phân cân bằng đất này nó là cái phân để cải thiện môi trường đất, cho nên anh chị bón sớm cũng được, mà bón kết hợp với NPK cũng được. Anh cho hỏi là trên cái vườn cà này là có rất nhiều những cái cây nó xanh, nhưng mà thỉnh thoảng là nó có cái cây mà nó vàng, cái xanh đấy thì tôi đào lên đấy thì thấy cái bộ rễ của nó là nó phát triển ở trên rễ, tầng rễ mặt đấy là nó trắng, mà cái cây mà lá nó vàng đấy là tôi đào lên là rễ nó lại đen đấy. Anh cho biết là nguyên nhân nó là tại sao? Nguyên tắc là bộ rễ khỏe thì cây mới phát triển khỏe được. Thì vậy là khi mà cái cây khỏe như thế này, anh nhìn thấy là cái bộ rễ ở phía trên nó bò trên mặt nó trắng là như thế. Nhá, cái bộ rễ mà có khả năng hút dinh dưỡng ấy là nó từ 0 tới 30, thậm chí 35 cm, là cái vùng đó là chứa nhiều cái rễ tơ để nó hút dinh dưỡng nhất. Thế thì vậy là cây khỏe thì cái bộ rễ đó phải khỏe. Thế thì bây giờ cái cây tại sao bộ rễ nó khỏe là do mình chăm sóc nó hợp lý. Đấy, ví dụ như anh bón phân 1-2 năm anh bón vôi một lần, rồi 1-2 vụ anh bón hữu cơ một lần, thế là cuối cùng nó có cải thiện được môi trường đất, nó có cung cấp được chất hữu cơ cho đất. Đấy, trong chất hữu cơ có rất nhiều các cái chất kích thích sinh học đấy, để nó phát triển được bộ rễ, và cộng tới là cái phân của mình nó có vi lượng nữa thì nó hút đầy đủ thứ thì nó bung ra, nó phát triển rất mạnh. Và khi mà đã cây đã khỏe rồi ấy, thì cái bộ rễ nó có cái tiềm lực nó khỏe. Khi 1-2-3 cái cơn mưa xuống thì cái khả năng bung cái rễ ra mạnh hơn. Còn những cái cây đã yếu mà anh chị bón phân không hợp lý, đấy, thậm chí là mình không để ý đến cái hữu cơ, không để ý đến cái cân bằng đất bón cho nó, thì cái vùng đất nó bị chua. Chính cái chua đó là vi sinh vật có hại phát triển mạnh, thì bộ rễ nó không phát triển nữa. Thế khi mưa xuống chăng nữa thì nó cũng, cái bộ rễ non nó bung ra rất ít, mà đã ít rồi nó hút được ít dinh dưỡng, thì cái chênh lệch tương đối giữa cây khỏe và cây kia càng ngày nó càng xa ra. Thế là cây khỏe nó vẫn cứ khỏe tiếp, còn cây yếu thì mình chăm sóc không tốt thì nó sẽ kém hơn. Và như vậy thì anh mới thấy cái phát hiện này rất hay, cũng đề nghị là anh cũng truyền lại cho bà con để cho làm sao ấy, khi đi vào vườn của mình phát hiện những cây nó bị bệnh, bị yếu thì mình phải xử lý, cái ưu tiên xử lý cái cây đó để làm sao cái cây đó nó theo kịp những cái cây tốt, thì lúc đó cái năng suất của vườn cây mình mới tốt. Thưa quý vị, thưa bà con, tiếp theo sẽ là thời lượng dành cho tiểu mục Alo Canh Tác Thông Minh. Trong cái chương trình canh tác cà phê thông minh hiện nay thì công ty đang khuyến cáo bà con nông dân của 5 tỉnh Tây Nguyên sử dụng các loại phân bón theo một cái bộ sản phẩm của công ty cổ phần phân bón Bình Điền, mà chúng ta không cần phải sử dụng bất cứ cái loại phân nào khác. Cụ thể như là vào đầu mùa, vào trong mùa khô, vào cái đợt tưới thứ hai của mùa khô, sử dụng cái công thức phân bón đó là NPK 20:56 cộng với chung vi lượng. Lượng bón thì từ 0,4 đến 0,6 kg trên một gốc. Và vào đầu mùa mưa thì có một cái loại phân là để mà thúc đẩy cho trái nó lớn nhanh, thì công ty có khuyến cáo bà con sử dụng cái loại phân bón đầu trâu tăng trưởng. Đây là một cái loại phân mà có thành phần hàm lượng đạm rất là cao, kali thấp hơn, và thích hợp cho cái việc nuôi thúc đẩy cái kích thước trái lớn nhanh sau khi mà đậu trái vào đầu mùa mưa. Thì đó là cái loại phân NPK 16-12-9 cộng với vi lượng. Thì đây là một loại phân tăng trưởng mà nó có tác dụng là thúc đẩy cái sự lớn nhanh của trái. Thì cái lượng bón chúng tôi cũng khuyến cáo là từ 0,5 đến 0,6 kg trên một gốc. Và cái loại đến vào giữa mùa mưa thì công ty cũng sử dụng một cái loại phân bón là NPK 16-6-19. Đây là một cái loại phân mà có cái hàm lượng kali cao. Hàm lượng kali cao ở đây chúng tôi có thể bón, khuyến cáo bà con sử dụng là từ 0,6 đến 0,8 kg trên một gốc. Và một cái lần bón thứ hai trong mùa mưa đó, lần bón cuối cùng trong mùa mưa đó, thì để mà cây tích lũy các cái chất dinh dưỡng và làm cho tăng trọng lượng của trái lên đó, và cải thiện chất lượng của trái cà phê, thì cũng sử dụng cái loại phân NPK 16-6-19. Thì đây là một cái loại phân mà có hàm lượng kali cao cộng với chung vi lượng,
thì với cái cách bón trong cái bộ sản phẩm của công ty như vậy á, thì chúng tôi cũng không cần khuyến cáo bà con sử dụng thêm bất cứ loại phân nào khác. Cho nên với cái cách bón này á, thì với cái lượng bón mà chúng tôi vừa nãy nêu ra ở đây á, thì với cái giống cà phê xanh lùn hoặc là TS4 hoặc là cái TS9 thì TR9 thì cái lượng cái năng suất của cái vườn cà phê chúng ta là đạt từ 4 tấn rưỡi đến 5 tấn nhân, là một chuyện rất là hết sức bình thường. Với cái điều kiện trong cái năm 2024 này, mặc dù hạn hán nhưng mà cái quá trình mà ra hoa đậu quả của cái cây cà phê rất là thuận lợi, và hiện nay là cái lượng quả đậu trên cành rất là nhiều, và chúng tôi đánh giá là tiềm năng năng suất là rất tốt. Cho nên với cái cách bón của bà con mà hứa theo cái quy trình hướng dẫn của Bình Điền thì cái năng suất của chúng ta đạt được 4 tấn rưỡi đến 5 tấn nhân trên 1 hecta trong năm 2024 là hoàn toàn chúng ta có thể đạt được. Nhà tôi có 2 hectare cà phê, năm nay đã vào đầu mùa mưa mà vẫn chưa có mưa đều. Chương trình cho tôi hỏi là bây giờ nên bón phân xong rồi tưới hay là chờ mưa rồi mới bón? Và cái bón phân hàm lượng như thế nào và bón bao nhiêu thì hợp lý? Tôi xin cảm ơn ạ. Giải đáp câu hỏi tuần trước, sản phẩm đầu trâu mùa mưa niên vụ 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền có thành phần dinh dưỡng NPK là 16-8-16. Xin chúc mừng khán giả Nguyễn Thế Hưng, tỉnh Long An đã nhắn tin trả lời nhanh nhất với đúng đáp án B của câu hỏi. Phần quà một cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng sẽ được chương trình gửi đến bạn. Câu hỏi tuần này, các loại phân bón sau, loại nào bón phù hợp nhất cho cây cà phê giai đoạn cuối mùa mưa? A. NPK 16-16-16-TE. B. NPK 16-16-8-6S-TE. C. NPK 16-8-16-13S-TE. Mời quý vị bà con tham gia nhắn tin trả lời câu hỏi theo cú pháp CTTM khoảng cách câu trả lời đúng và gửi về số tổng đài 084-3968-777. Thưa quý vị, thưa bà con, mọi thư từ thắc mắc và góp ý, quý vị và bà con hãy gửi về hộp thư canh tác thông minh vtv9a@gmail.com hoặc là canh tác thông minh a@bìnhđiền.com hoặc có thể gọi về tổng đài 084-3968-777. Quý vị và bà con có thể xem lại chương trình trên website vtv9.com.vn hoặc là trên kênh YouTube Canh tác thông minh VTV9 hoặc V9 Online. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào tạm biệt. Tại Đông Nam Bộ, cao su được trồng nhiều trên nền đất Bazan, đất đen và đất xám. Để khai thác cây cao su đạt hiệu quả cao về cả năng suất và độ mủ cho niên vụ 2024, với từng loại đất trên, bà con sẽ cần chú ý dinh dưỡng cho cây ra sao, nhất là ở thời điểm này, khi toàn vùng đã bước vào mùa mưa. Những nội dung này sẽ có trong chương trình canh tác thông minh phát sóng ngày 30 tháng 6 năm 2024. Với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Phạm Anh Cường, trưởng phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.